Chương trình nhá, nên đầu năm lớp 11 thì thầy muốn là mọi người lấy những cái điểm tốt đầu tiên thì mình đã học trước đó rồi. Còn những cái dạng bài tập mình cũng đã ôn rất là cẩn thận rồi. Thì đầu năm mình tự tin luôn. Và mình lấy những cái điểm số tốt đầu năm thì nó là cái cơ sở để mình học tốt được cái năm đấy, tự tin hơn. Ok, nào, bây giờ mọi người ghi thầy nhá. Tiếp theo đó là bài trong sách giáo khoa của mình. Sách cánh diều thì không đánh giá cao lắm nhá. Cái bộ sách cánh diều thì không đánh giá cao lắm. Năm nay một số trường cũng chuyển từ cái bộ sách cánh diều sang bộ sách kết nối tri thức rồi. Thì thấy là các bạn có một số bạn học sách kết nối nhá, bây giờ học sách cánh diều nhưng mà năm nay phải chuyển sang sách kết nối tri thức rồi. Như Nga đúng không? Đúng không? Đó. Thì cái bộ sách kết nối tri thức thì cái lớp bài tập của nó nhiều hơn và cái độ chi tiết của nó cũng tốt hơn nữa. Chi tiết nó chi tiết hơn, bài tập nhiều dạng hơn. Sách cánh diều thì ít ít bài tập hơn. Rồi thì trong cái bài hôm nay mình học này thì trong sách cánh diều mình vẫn nó vẫn để trong một bài nhá, vẫn để trong một bài, và một bài nó khá là nhiều thứ đấy. Thì tách riêng một bài trong sách cánh diều thì thầy tách ra thành khoảng độ 3 đến 4 bài nhá, để mình học cho nó cẩn thận. Nào, bài số 2 này, nó tên nó là cung liên kết. Cung liên kết, các cái góc có mối quan hệ với nhau. Đó, bây giờ mình sẽ học các cái góc đặc biệt có mối quan hệ với nhau. Phần A tóm tắt lý thuyết. Và tất cả mọi thứ thì mình đều giải thích bằng cái đường tròn lượng giác. Thế nên là cái đường tròn lượng giác ngay từ cái buổi 1 thì thầy đã dành rất nhiều thời gian đúng không? 30-45 phút để giải thích cái đường tròn lượng giác nào mọi người. Cái số 1 này. Đó là hai góc hơn kém nhau 2pi, K2pi thì chính xác hơn. Hai góc hơn kém nhau K2pi. Nào, cái K2pi này mọi người hiểu là cái gì? 2pi là gì? 2pi được cái gì? 2pi là được một vòng đúng không? 2pi là được một vòng. K ở đây sẽ là, thực ra nó có thể không đi một vòng, nó có thể đi 2 vòng, đi 3 vòng đúng không? K ở đây chính là số vòng nhá. K ở đây chính là số vòng. Nếu mà một vòng thì nó là 2pi, 2 vòng thì nó là 4pi, 3 vòng thì nó là 6pi. Đó, thì hai cái góc hơn kém nhau số lần một vòng đấy. Thì ở đây các bạn sẽ được giải thích nó trên đường tròn lượng giác. Cái này thì rất là hiển nhiên luôn đấy. Cái này giải thích từ buổi hôm trước rồi. Cái này nói từ buổi hôm trước rồi. Bây giờ mình có một cái điểm M. Thì bây giờ mình cho nó chạy đúng một vòng luôn. Chạy đúng một vòng thì nó trở về vị trí ban đầu đúng không? Nó trở về vị trí ban đầu, nghĩa là nếu mà M ban đầu là alpha thì bây giờ cái cho nó đi đúng một vòng là bây giờ alpha cộng với cả mấy pi nhỉ? Cho đi đúng một vòng luôn. Ban đầu là alpha rồi nhá, về sau là alpha cộng với cả 2pi đúng không? Thì hai góc này là hai góc hơn kém nhau một vòng này. Đó, và hai góc hơn kém nhau một vòng thì sao mọi người nhìn thấy là bởi vì nó trùng vị trí ở trên đường tròn lượng giác thì nên là sin cos của nó bằng nhau không? Giáo trục cos đúng không? Thì cos của nó vẫn là đoạn này. Đó, giáo trục sin thì sin của nó vẫn là đoạn này. Đó thì hai cái góc mà hơn kém nhau một số lần vòng nhá. Đó, ví dụ như một vòng thì là 2pi này, hai vòng thì là 4pi này, ba vòng thì là 6pi thì sin cos của nó bằng nhau hết. Mà sin cos bằng nhau thì tan bằng nhau và cotan bằng nhau. Vậy thì ở đây mình có được là hai góc hơn kém nhau K2pi có nghĩa là một góc là alpha này và một góc là alpha cộng hoặc trừ cũng được nhá, K2pi. Đó, thì mình có được sin alpha bằng sin của alpha cộng trừ K2pi. Cos alpha bằng cos của alpha cộng trừ K2pi. Tan cũng thế, sin bằng sin rồi, cos bằng cos rồi thì tan cũng bằng tan. Cùng một vị trí mà, ở trên đường tròn lượng giác. Cô tạm thế. Rồi. Cái công thức này công thức giúp mình có thể giảm cái góc đi nhá. Những người giúp mình có thể giảm cái góc đi. Ví dụ như bây giờ mình muốn tính góc. Ví dụ như mình muốn tính sin của 9pi chẳng hạn. Ví dụ mình muốn tính sin của 9pi.
Thì ở đây nó to quá. Ở đây cái 9pi nó bị to. Bây giờ mình giảm nó đi nào. Mình hoàn toàn mình có thể trừ đi một số lần vòng nhá. 9pi ở đây mình trừ đi mấy thì đẹp nhỉ? Trừ đi mấy vòng thì đẹp nhỉ? 9 trừ đi mấy vòng thì đẹp? Có thể trừ đi 2, 4, 6, 8, 10 nhá. Trừ đi 8pi nhỉ? Bằng sin của 9pi trừ đi 8pi nhá. Đó, một số lần K2pi nhá. K bằng 1 thì nó là 2pi, K bằng 2 nó là 4pi đấy. K bằng 3 nó là 6pi. Đó, thì đây cho chạy 4 vòng là 8pi đấy. Thì bằng sin của pi thôi. Đó, bởi vì nó cùng một vị trí trên đường tròn lượng giác mà. Thì sin của 9pi thì bằng sin của 9pi trừ đi 8pi, cho nó đi ngược lại 4 vòng thì cùng vị trí ban đầu, trở lại vị trí ban đầu. Sin của pi. Đầu sin của pi bây giờ đơn giản rồi. Sin của pi mọi người nhìn đường tròn lượng giác nào. Pi là ở đâu nhỉ? Pi là ở đâu nào? Pi ở vị trí nào nào? Góc pi là ở vị trí nào nào? Đây đúng không? Góc vị trí này đúng không? Đây là pi này. Sin của nó là giống trục sin. Giống trục sin mình sẽ biết sin của nó bao nhiêu. Sin của pi bằng giống trang trục sin nào? Giống trang trục sin. Đây này. Đây là sin của nó này. Bằng người nhá. Đâu bằng 1 á, chắc không? Giống trục này và bằng 1. Sin bằng 0 chứ. Sin bằng 0 chứ. Cốt cũng là 1 nhá. Cốt bằng bao nhiêu? Cốt bằng -1. Vị trí này bằng -1 này. Sin bằng 0 nhá. Đó. Rồi, tiếp. Cái này đơn giản nhá, hai góc hơn kém nhau K2pi, cái đơn giản, hơn kém nhau một số lần vòng. Tiếp cái số 2. Hai góc đối nhau. Hai góc đối nhau. Nào, số đối là số gì nè? Số đối của số 3 là số gì? -3 đúng không? Vậy số đối, vậy thì hai góc đối nhau là một góc là góc alpha, góc còn lại sẽ là góc gì nhỉ? -alpha, góc còn lại sẽ là góc -alpha. Đó. Rồi, thì hai góc này như thế nào, có mối quan hệ gì với nhau? Mình cũng sẽ dùng cái đường tròn lượng giác để mình giải thích thôi. Đây. Sin đứng này, cos nằm. Đó, cái đường tròn này nó giải thích tất cả mọi thứ mà, thế nên là để dạy cái này rất là kỹ từ đầu. Alpha với trừ alpha đúng không? Hai góc này hai góc đối nhau. Vậy thì hai góc đối nhau biểu diễn trên đường tròn lượng giác nào? Một góc là alpha, đây là không đúng không? Thì alpha là góc này. Vậy trừ alpha thì phải quay đúng một góc độ lớn giống như thế này. Nhưng mà quay xuống dưới không? Ví dụ góc 30 thì quay lên trên 30 độ đúng không? Góc trừ 30 độ thì quay xuống dưới đúng một góc 30 độ đúng không? Thì đây mình sẽ quay đúng xuống dưới đây. Đây. Hai cái này bằng nhau nhá. Góc ở trên là alpha, góc dưới là trừ alpha. Hai cái này bằng nhau. Rồi, mọi người nhìn thấy là muốn tìm cốt của nó đây. Giống trục cốt nhá, giống trục cốt. Đây điểm M này là đại diện cho góc alpha. Điểm N đại diện cho góc trừ alpha. Thì giống trục cốt nhá, giống trục cốt, giống xuống trục cốt. Cái này giống lên trục cốt này. Thì các bạn nhìn thấy cốt của nó làm sao? Cốt của nó bằng nhau. Đúng rồi, hai góc đối nhau nhá thì cốt bằng nhau này. Giống trục cốt cùng một điểm mà. Giống trục sin à? Giống trục sin. Nào, sin của nó hai đoạn này như thế nào với nhau nhỉ? Thầy vẽ không chính xác lắm đấy, nhưng chính xác thì hai đoạn này độ lớn bằng nhau luôn đấy. Nhưng mà nó một cái số dương đúng không? Ví dụ ở trên này đúng không? Bằng 1/2 chẳng hạn, thì ở dưới này nó phải là bao nhiêu nhỉ? -1/2 đúng không? Đó, vậy thì hai góc đối nhau thì cốt bằng nhau. Còn sin thì sao? Sin thì đối nhau. Đó, hai góc đối nhau nhá thì cốt bằng nhau cùng một điểm và sin đối nhau. Đó, mọi người có thể bấm máy tính để kiểm tra lại cái đấy. Bấm cốt 30 với cả cốt -30 này, bấm thử nào. Bấm cốt 30 với cả cốt -30. Hai cái đấy nó sẽ như nào nhỉ? Bằng nhau không? Đúng chưa? Bằng nhau đúng không? Còn bấm sin 30 với bấm sin -30. Hai số đấy sẽ là hai số đối nhau. Đó. Rồi và trên đường tròn lượng giác nó cũng thể hiện được cái điều đấy. Là bây giờ này, mình có được. Bây giờ cái gì đặc biệt nhá? Cái gì đặc biệt thì thầy sẽ để một màu khác. Cái gì mà không đặc biệt thì thầy sẽ để nguyên. Ví dụ như câu này, cái đặc biệt là cốt nhá, cốt bằng nhau. Cốt bằng nhau. Thì đây mình có được là sin alpha bằng trừ sin
của trừ alpha. Hai góc đối nhau này thì sin đối nhau. Đó, sin của 30 với cả sin của trừ 30 đối nhau, đối trước đối trừ. Còn cốt của alpha thì bằng cốt của trừ alpha nhá. Hai góc đối nhau thì cốt của nó bằng nhau. Đó, hai góc đối nhau, cốt bằng nhau. Tan nào? Tan của alpha thì bằng trừ tan, tan bằng sin chia cốt mà. Hai chia nhau thì bằng trừ không? Bằng trừ tan của trừ alpha. Cotan alpha thì bằng trừ cotan của trừ alpha. Đó. Hai góc đối nhau thì chỉ có cốt bằng nhau thôi. Chỉ có cốt bằng nhau thôi. Và về sau mình gọi cái này là cốt đối. Cốt đối, mình sẽ ghép tất cả cái này thành một câu nhá. Cái câu đầu tiên đó là cốt đối. Cốt đối. Có nghĩa là cốt hai góc đối nhau thì cốt bằng nhau thôi, còn lại ba cái còn lại thì đối nhau. Nghĩa là còn đằng trước đối trừ. Hai góc đối nhau rồi. Tiếp theo đó là hai góc số 3. Cốt đối sin bù, hai góc bù nhau. Hai góc bù nhau. Rồi, hai góc bù nhau. Hai góc bù nhau, bù là gì? Bù. Không phải, bù không phải. Phụ mới là cộng với nhau ở 90 độ. Bù là cộng với nhau bằng kế bù đấy, hai góc cộng với nhau bao nhiêu đấy? 180 độ nha, hai góc bù nhau là hai góc tổng 180 độ. Vậy thì nếu một góc là alpha thì góc còn lại là gì nhỉ? Như vừa nói đúng không? Bù nhau là hai góc có tổng bằng 180 độ. Vậy thì nếu một góc là alpha, vậy góc còn lại là góc gì? 180 độ trừ alpha, đúng. Nhưng mà mình không dùng độ, mình dùng radian đi. 180 độ chính là gì đấy? 180 độ chính là gì? Pi hay pi trên 2 nào? Pi đúng không? Vậy góc còn lại chính là góc pi trừ alpha. Đây. Đó. Hai góc bù nhau nhá, một góc là alpha và một góc là pi trừ alpha. Bởi vì cộng với nhau là bằng gì nhỉ? Hai góc cộng với nhau này thì alpha trừ alpha hết đúng không? Rồi còn pi, pi chính là 180 độ đấy. Hai góc tổng 180 độ. Ok nhá, giải thích này, trên đường tròn rộng ra. Nào, một góc 60 góc còn lại phải có bao nhiêu nhỉ? Một góc 60 độ thì góc còn lại là 120 đúng không? Vậy thì mình lấy hai góc ấy cho các bạn xem nhé. Một cái ví dụ góc 60. Góc 60 ở vị trí này. Đây. Góc 120 ở vị trí này. 90 rồi, nó đi thêm 30 thôi. Đó. Đây là hai góc. Hai bằng nhau nhá. Hai bằng nhau đấy. Hai góc bằng nhau đấy. Đó. Đây là một góc 60 độ này. Đến đây quay đến, từ đây quay đến đây là 60 độ. Từ đây quay đến đây là 120 độ. Đó, đây là hai điểm ứng với vị trí góc 60 độ và 120 độ. Tổng 180 đấy. Thì nhìn vào hai góc này, mọi người nhìn thấy dáng trục sin nào. Sin đứng này, cốt nằm này, dáng trục sin. Thì sao nhỉ? Sin bằng nhau đúng không? Dáng trục sin thì sin bằng nhau. Nhưng mà cốt, hai cái cốt ở đây nó làm sao nhỉ? Nó đối nhau ấy, nó đối nhau. Hai cốt đây là đối nhau, thầy vẽ nó không đúng tỷ lệ lắm nhá. Đúng tỷ lệ thì hai là bằng đúng nhau luôn. Đó, nhưng mà nó nằm một cái nằm gì chiều dương đúng không? Cái nằm gì chiều âm. Còn sin thì cùng bằng nhau nhá. Dấu trục sin này, dấu trục sin, dấu trục sin thì sin của nó đều là vị trí này. Đó, sin của nó bằng nhau. Còn cốt của nó thì đối nhau. Vậy thì ở đây mình có được là sin alpha bằng sin của pi trừ alpha. Có sin bằng nhau, hai góc bù nhau thì sin bằng nhau như hình vẽ. Còn cốt thì đối nhau. Cốt của alpha bằng trừ cốt. Tan thì cũng thế, tan bằng dấu trừ. Có mỗi sin bằng nhau đâu. Có mỗi sin bằng nhau đâu. Nghĩa là hai góc bù nhau thì sin bằng nhau. Hai góc bù nhau thì sin bằng nhau. Còn lại thì thêm dấu trừ.
còn lại thêm dấu trừ. Đó nghĩa là hai góc sin bằng nhau này, còn lại thêm dấu trừ, nghĩa là cos cos thì bằng trừ cos, tan thì bằng trừ tan. Hai góc phụ nhau, phụ là gì nhỉ? Bù là tổng 180, vậy thì phụ là rồi, tổng 90. Tổng 90 đổi ra radian là gì nhỉ? Pi trên 2 đúng không? Vậy nếu một góc là alpha, góc còn lại sẽ là pi trên 2 trừ alpha. Hai góc phụ nhau, tổng 180 nhé, tổng là pi trên 2. Rồi, phụ nhau thì cái này mình đã được học năm lớp học rồi. Ví dụ như góc 30 độ, góc còn lại góc bao nhiêu nhỉ? 60 đúng không? Không phải bấm thử cos 30 với sin 60 nào. Cos 30 với sin 6 bấm luôn để thử xem. Cos 30 với sin 60 bằng nhau đúng không? Vậy thì sin bằng cos. Cos bằng gì nào? Sin bằng cos, sin 30 bằng cos 60 mà. Sin bằng cos, cos bằng sin, tan bằng cotan và cotan bằng tan. Đó, thì đây nhá, cái này nó sẽ có được là tất cả đều đặc biệt hết, mình có được là cos ăn sin trước nhá. Sin thì lại bằng cos nhá. Sin thì bằng cos. Hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cos góc kia. Cos thì bằng sin. Tan bằng cotan. Và cotan bằng tan. Đó, cả bốn cái đều biến đổi. Hai góc phụ nhau. Ở đây mình có câu là phụ chéo. Phụ chéo. Phụ chéo nghĩa là gì? Phụ chéo, chéo ở đây nghĩa là phụ nhau, hai phụ nhau rồi. Chéo đây là sin bằng cos đấy. Chéo đây là sin bằng cos, cos bằng sin, tan bằng cotan và cotan bằng tan. Đó, cái này thì không có dấu trừ gì cả. Mình đã có ba cái nhá, cos đối này. Cos đối nghĩa là hai góc đối nhau thì chỉ có cos bằng nhau thôi. Còn lại ba cái là sin bằng trừ sin, tan bằng trừ tan, cotan bằng trừ tan. Sin bù nghĩa là hai góc bù nhau chỉ có sin bằng nhau thôi. Gọi là dấu trừ. Phụ chéo này. Phụ chéo là sin bằng cos nhé. Cos bằng sin, tan bằng cotan bằng tan. Rồi một cái nữa, cái này cho thêm. Trong sách giáo khoa thì chỉ dừng ở đây thôi. Cos đối, sin bù, phụ chéo, ba cái. Còn thêm cho thêm mọi người một cái nữa để cho nó dễ làm bài hơn, là số 5 nhé. Hơn kém nhau 1 pi thôi. Hơn kém nhau nửa vòng thôi. Cái ý 1 là hơn kém nhau cả một vòng nhé. Ý 1 là hơn kém nhau cả một vòng. Để đi đúng một vòng thì trở về vị trí ban đầu thôi. Thì sin bằng đúng sin, cos bằng đúng cos, tan bằng đúng tan, cotan bằng đúng tan. Nhưng cái này đi được nửa vòng thôi. Đi được nửa vòng thì sao này? Rồi, ở đây nha, giới thiệu cho mọi người thêm một trục nữa. Đó, trục tan và trục cotan. Trục tan sin đứng này, cos nằm này. Trục tan nhá. Trục tan thì sẽ tan bằng sin chia cos. Trục tan sẽ là song song với cả trục cos. Đây, trục tan đây. À không phải, trục tan thẳng đứng xuống, ta hiểu trục tan này. Rồi, đây là trục tan này. Trục cotan đây, đây là trục cotan. Đó, giới thiệu cho mọi người một cái hai trục nữa. Trục tan và trục cotan. Rồi, thì bây giờ nhá. Bây giờ các bạn có một góc này. Nếu mình muốn biết cos của nó thì giống trục cos. Nếu mình muốn biết cos của nó giống trục cos này, muốn biết sin của nó giống trục sin. Đây muốn biết tan thì làm thế nào? Thì giống trong trục tan giống như kiểu giống như sau nhá. Các bạn lấy từ gốc này, lấy từ gốc O này, các bạn kéo dài về hai đầu nó cắt trục tan ở đâu? Kéo dài cái này thì kéo dài về đầu này đúng không? Kéo dài về đầu này, đây. Thì tan của góc M, tan của M thì chính là độ dài đoạn này. Độ dài đoạn này chính là tan góc M. Đó. Muốn tìm cos thì giống trục cos, muốn tìm sin giống trục sin. Còn muốn tìm tan ấy, từ gốc các bạn kéo dài ra. Cắt trục tan ở đâu thì độ dài đoạn này. Đối với tan đây là 0 nhá. Đối với tan đây là số 0 này. À, độ dài đoạn này chính là tan của góc.
ta góc bờ. Thì bây giờ các bạn để ý đó là khi bây giờ mình cho đi nửa vòng, nghĩa là nó đến cái vị trí này, đến cái vị trí M, cái vị trí N này, đi nửa vòng mà, đi đúng nửa vòng nhá, đúng đến đây, từ đây đến đây, đi đúng nửa vòng, thì tan của nó nào, tan của góc N này thì ở đâu? Giống từ điểm O này nhá, các bạn giống điểm N này, cũng kéo dài đúng không? Cũng kéo dài nhưng mà kéo dài về đầu này nhá. Đó thì tan của điểm N này cũng sẽ bằng tan điểm M. Đó, cùng một giá trị tan với nhau nhá. Vì thì hai góc mà hơn kém nhau 1 pi thì các bạn sẽ để ý này, sin cos thì đối nhau. Sin cos thì đối nhau bởi vì sin giáo trục sin đây. Giáo trục sin ở phía dưới này, hai này đối nhau này. Cos cũng đối nhau nhá. Giáo trục cos thì đây là cos của nó này. Giáo từ điểm N giáo trục cos, cos của nó đây. Hai cos đối nhau nhưng mà tan thì bằng nhau nhá. Tan thì bằng nhau, cùng một điểm ở vị trí này mà. Đó, vậy thì hai góc hơn kém nhau 1 pi thì sin một góc là alpha, và một góc sẽ là alpha cộng trừ pi. Đó, hơn kém nhau 1 pi, một góc là alpha và một góc sẽ là alpha cộng trừ pi. Thì sin đối nhau, sin alpha bằng trừ sin của alpha cộng trừ pi. Cos của alpha bằng trừ cos của alpha cộng trừ pi. Nhưng mà tan và cotan thì bằng nhau. Tan và cotan bằng nhau hơn giải hết rồi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đúc kết lại bằng một câu đúng không? Vậy là tóm lại mình sẽ có được một cái câu hoàn chỉnh để nhớ cái này. Đó là cốt đối. Cốt đối nhắc lại nhá, hai góc đối nhau thì chỉ có cốt bằng nhau thôi. Hai góc đối nhau chỉ có cốt bằng nhau. 30 với trừ 30 thì chỉ có cốt 30 bằng cốt của trừ 30 thôi. Còn lại là sin thì bằng trừ sin. Sin 30 bằng trừ sin âm 30. Đó, tan 30 bằng trừ tan của trừ 30. Cốt đối này, sin bù. Cốt đối sin bù nghĩa là hai góc bù nhau thì chỉ có sin bằng nhau đâu. Đó, bù nhau một góc là alpha, một góc là gì nhỉ? Bù nhau tổng là 180, một góc là alpha và một góc sẽ là pi trừ alpha, thì hai góc bù nhau chỉ có sin bằng nhau đâu. Đó, còn cốt với là còn cốt tan với cotan thì đối nhau. Phụ chéo. Cốt đối sin bù phụ chéo. Phụ chéo có nghĩa là phụ là hai góc tổng là 90 độ đấy, tổng là pi trên 2. Thì chéo nghĩa là sin bằng cốt, cốt bằng sin, tan bằng cotan, cotan bằng tan. Và hơn kém pi. Hơn kém pi tan cotan. Rồi, cái bài nghe chả vần lắm đúng không? Hơn kém pi tan cotan nghĩa là chỉ hai góc hơn kém nhau 1 pi thì chỉ có tan và cotan là bằng nhau thôi. Chỉ có tan và cotan bằng nhau, còn lại sin cos thì đối nhau. Đó, cos đối sin bù phụ chéo hơn kém pi tan cotan. Rồi, có thể nhớ cái này nhá. Và bây giờ mình sẽ ứng dụng nó ấy. Thế là đây là một cái phần cũng tương đối khó đấy nhá. Đây là một bài cũng tương đối khó. Một bài giúp bạn thử thức. Rồi, bây giờ mọi người đến với cái phần luyện tập này. Ví dụ câu số 2. Các bạn có thể ghi lại phần số 6 để dạy các bạn trước đấy. Số 6 đã. Chúc các biểu thức này. Cái dạng bài tập giúp các biểu thức. Thì mình sẽ đi làm như thế nào thì câu này. Đây. Sẽ có các bước làm nhé, cách làm này, các bước làm và một cái câu ví dụ. Các bước làm trước đi, các bước làm câu này, bước 1 này. Có một cái ví dụ bên cạnh các bạn luôn, một cái ví dụ bên cạnh. Đó là câu 2 đúng không, câu 2 ý A. Câu 2 ý A, thì bài cho sin của A trừ đi 3 pi chia cho 2. Đây,
Rồi yêu cầu mình rút gọn biểu thức này. Sin của A trừ đi 3pi trên 2. Thì bước 1 nhá. Bước 1 là các bạn sẽ cần phải giảm cái góc này đi. Các bạn tăng hoặc giảm cái góc này đi. Thì ghi là giảm thôi nhá, giảm góc. Giảm cái góc này đi. Cho về cái góc mà nó đen, nó quen thuộc hơn với mình. Thì góc ở đây là cái gì? Thì đây trong biểu thức của mình này nó sẽ gồm có cái A này, cái A ở đây để nguyên nhá. Và cái góc của mình là góc trừ 3pi trên 2. Cái góc ở đây là góc trừ 3pi trên 2. Cái góc mà thầy muốn nói đây là trừ 3pi trên 2. Đó, thì bây giờ mọi người sẽ giảm góc này đi về từ 0 đến pi thôi. Làm thế nào mình đưa nó về từ 0 đến 1pi là ok nhất. Từ 0 đến 1pi để các bạn nhận ra được mối quan hệ của nó. Và giảm góc thì có hai kiểu giảm. Một, đó là nếu mà các bạn cộng trừ. Cái kiểu đầu tiên nhá, đó là nếu mà mình cộng trừ, cộng hoặc trừ đi một số chẵn lần pi. Một số chẵn lần pi. Cộng trừ đi một số chẵn lần pi. Nghĩa là 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, một số chẵn lần pi. Thì sin cos tan đều không đổi nhá. Thì sin cos tan của mình đều không đổi vì nó đi đúng một vòng mà. Thì sin cos tan mà cos tan mình đều không đổi. Còn nếu mà các bạn giảm, các bạn cộng trừ đi một số lẻ lần pi. Một số lẻ lần pi. Thì chỉ có, đây một số lẻ lần pi, ví dụ như 1pi này, các bạn nhìn thấy chỉ có tan cô tan là không đổi thôi. Cứ đi nửa vòng nhá, thì tan cô tan nó không đổi. Còn sin cos thì có đổi nhá. Thì ở đây mình có được là tan với cô tan không đổi, không đổi dấu. Còn sin cos đổi dấu. Sin cos đổi dấu. Rồi, đây là một bài thầy nghĩ là cũng tương đối khó đấy. Vì các bạn sẽ không biết mình phải dùng cái công thức nào. Và thầy có một cái gọi là các cái bước làm. Mọi người cứ đi theo các bước này là bài ra thôi. Đây là các bước làm. Thầy dẫn đi kinh nghiệm mình dạy mình sẽ thu tóm gọn lại. Mình có bước 1, bước 2, bước 3. Bước 1 mình giảm góc này. Nào bây giờ làm luôn bước 1 ở bài này. Đây là trừ 3pi trên 2. Mà thầy muốn cái góc lúc sau ấy, nó chỉ chạy khoảng từ 0 đến pi thôi. Nghĩa là 0 đến 1pi thôi. Góc này là trừ 1,5 này. Trừ 3 phần 2 là trừ 1,5. Trừ 1 phần 2 trừ 1,5. Bây giờ chắc đã cộng rồi đúng không? Nên cộng rồi. Trừ 3 trừ 1,5. Mình nên cộng mấy nhá? Cộng mấy để nó chạy khoảng từ 0 đến 1pi? Cộng 2pi không? Trừ 1,5 cộng 2 mình được bao nhiêu nhỉ? Trừ 1,5 này. Cộng với cả 2 mình được là 0,5 đúng không? Mình được 0,5pi. Nó nằm trong khoảng từ 0 đến 1pi này. Đó thì mình nên làm như thế nhá. Thì ở đây mình làm động tác này. Nào mình cộng với 2pi. Cộng với một số chẵn lần pi. Thì sin cos làm sao nhỉ? Giữ nguyên đúng không? Cộng một số chẵn này. Thì cả 4 cái giữ nguyên nhá. Cộng với sin cos thì cả cộng một số chẵn lần pi. Thì cả 4 cái giữ nguyên. Ở đây thì cộng với cả 2pi đúng không? Thì bằng luôn này. Rồi bằng nhá. Bằng sin của A trừ 3pi chia cho 2. Cộng thêm 2pi. Và nó còn lại là sin của A như vừa nói rồi, trừ 1,5 cộng 2 thì mình được là cộng với cả pi chia 2. Cộng với cả pi trên 2. Rồi, tiếp bước 2. Bước 2. Bước 2 là các bạn sẽ chọn góc biến đổi. Chọn đề góc để mình biến đổi. Chọn góc ở đây mình có cái quy ước chọn góc như sau nhá. Nếu đề bài là góc A, có góc A thì mọi người chọn cái góc trừ A. Thì mình sẽ chọn cái góc tiếp theo là góc trừ A. Nếu đề bài có góc trừ A thì mình sẽ chọn góc A thôi. Để làm sao để mình mất cái A đi. Để khi mình cộng lại với nhau mình mất cái A đi. Đó. Bình thường các bạn phải tự làm ấy, phải tự biến đổi ra cái này. Nhưng mà tự biến đổi khá là khó, mình không biết mình dùng cái gì cả. Đó, thì bây giờ có các bước rồi, mọi người cứ về nhà nhé, cứ luyện tập theo đúng các bước này là bài nó ra đâu. Nào, đối với câu này nhé, bước 2 này. Các bạn nhìn thấy nhá, thì có góc A đúng không? Có góc A này. Thì bây giờ, nếu mà có A thì mọi người chọn cái góc trừ A. Đó, thì ở đây mình cái góc tiếp theo, cái góc mình biến đổi tiếp theo sẽ là góc trừ A nhá. Đó, cái góc, cái dòng tiếp theo mình sẽ là góc trừ A. Còn ngược lại thôi, nếu mà ở đây là trừ A, thì ở đây mình chọn góc A thôi. Để làm sao khi mình cộng lại với nhau thì nó mất hết sạch A đi.
Nhắc lại này, đề bài cho cái thứ hai của mình đúng không, là A đúng không? Thì nếu mà đề bài cho A ấy, thì các bạn sẽ chọn góc trừ A ở cái dòng thứ hai này, ở dòng tiếp theo. Đó, nếu mà cái trên là trừ A thì mọi người chọn góc A thôi. Rồi bây giờ này, mọi người nhìn thấy nhá, ở đây là A đúng không? Thì mình chọn trừ A. Nào bây giờ hai góc này cộng với nhau, đây là hai góc gì rồi? Hai góc cộng với nhau bằng gì? Bây giờ hai góc bên trên này với góc dưới này, hai góc này cộng với nhau đã cố tình để cho mất A rồi. Đã cố tình cho mất A rồi. Rồi, cộng với nhau bằng 90 độ đúng không? Đây là hai góc gì nhỉ? Cộng với nhau bằng 90 độ thì đây là hai góc. Cộng với nhau bằng 90 độ. Đối bù hay là phụ nhau nào? Cộng với nhau bằng 90 độ. Cộng nhau pi trên 2, hai góc. Phụ nhau đúng không? Hai góc phụ nhau. Phụ thì sao? Phụ thì chéo. Cốt đối này sin bù, phụ thì chéo. Chéo nghĩa là gì? Chéo nghĩa là sin thì bằng sin bằng cốt. Hai góc phụ nhau à? Thì sin bằng cốt. Đó. Thì mọi người chú ý đấy. Đến đây là còn có bước làm nhá. Bình thường mọi người phải tự nghĩ được cái chỗ này đấy. Rồi sin bằng cốt. Đến đây nhá mọi người dùng. Sau khi mà mình chọn góc xong này. Sau khi mình chọn góc xong bước số 3 nhá. Đó là mình xét mối quan hệ. Bước 3 là mình xét mối quan hệ. Đó thì ở đây các bạn nhìn thấy đó là trong bài này thì góc alpha cộng pi trên 2 và góc trừ alpha, hai góc này cộng với nhau thì mất sẽ sạch A đi, nó chỉ còn pi trên 2 thôi. Thì mối quan hệ góc này, tổng hai góc này cộng với nhau bằng pi trên 2 thì là hai góc phụ nhau. Hai góc phụ nhau mà phụ thì chéo đúng không? Cốt đối sin bù phụ chéo mà. Phụ chéo nghĩa là sin thì bằng cốt nhá. Sin thì bằng cốt. Rồi, sau bước cuối nếu mà có góc trừ A thì mình nên đưa về góc A. Mình nên đưa về góc A thì đây là hai góc gì với nhau nào? Lại đưa về góc A nào. Đây hai góc đối nhau không? Hai đối nhau. Cốt đối. Cốt có đối nhá, cốt có đối, có nghĩa là cốt góc trừ A thì bằng cốt A luôn. Vậy thì đây là cái kết quả cuối cùng của bài này, bằng cốt A. Rồi làm một vài bài nữa là mọi người quen, làm một vài bài nữa các bạn quen. Mình làm một cái câu khó hơn nữa, câu 3 luôn nhá. Câu 3 ý A. Rồi, đây là một cái dạng bài không đơn giản nhá. Đây là một câu không đơn giản đấy. Rồi, nào, các bước làm này. Nhưng mà các bạn cứ làm theo các bước như thầy đã hướng dẫn thì là ra thôi. Nào, bước 1 các bạn giảm cái góc của đi. Là sao góc mình nó chạy từ 0 đến pi thôi. Thì ở đây là cái x ở đây không phải góc, cái góc ở đây muốn nói là pi trên 2 này. Nào, ở đây pi trên 2 cái này ok chưa? Cái từ 0 đến pi chưa? Từ 0 đến 1 pi chưa? Rồi nhá, cái 1/5 0,5 pi đúng không? Rồi. Cái này đang có 2 pi này, hơi xấu này. Hơi bị to. Mình làm động tác gì nhỉ? Trừ đi mấy luôn cho hết sạch luôn nào. Trừ đi 2 pi không? Vậy bước 1 này, bước giảm góc nhá. Thì cái đầu tiên đẹp rồi, không phải giảm được cả. Vì cái pi trên 2 này ok rồi. Rồi, cái này nào. Mình trừ đi mấy nào. Nào. Ở đây mình từ từ chưa. Mình ở đây từ từ. Đầu tiên mình nên giảm góc này đã. Ở đây chúng ta có khá là nhiều hướng. Nhưng mà cứ đi theo cái hướng này thì bài nào cũng ra. Ở đây một số bạn thì có thể nhìn ra được nhanh hơn nhá, nhưng mà thầy cứ làm theo đúng cái cách mà thầy hướng dẫn các bạn. Thì đây là có 2 pi này, mình trừ hẳn 2 pi là xong đúng không? Trừ hẳn 2 pi cho nó thành không luôn là đẹp nhất này. Trừ 2 pi là trừ số sẵn lần pi. Trừ số chẵn thì sin cotan không đổi hết. Vậy thì ở đây bằng luôn. Bạn trừ đi 2 pi thôi, bạn trừ đi 2 pi thôi, 2 pi trừ 2 pi hết này. Bằng cốt của trừ x đã. 2 pi trừ 2 pi hết nhá. Cái này đâu? 3 pi mọi người trừ đi mấy? Trừ đi 2 pi cũng được, là đấy có trừ số này lần pi rồi. Trừ hẳn 3 pi luôn. Mình trừ hẳn 3 pi luôn, nhưng mà trừ số này lần pi thì sin cốt đổi dấu nhá. Còn tan thì cotan thì không đổi. Vậy thì bây giờ mình trừ đi 3 pi. Đây này, cái này này. Bây giờ mình trừ đi 3 pi. Thì 3 pi với 3 pi hết này. Nhưng mà sin cốt thì đổi dấu nhá, trừ số này lần pi sin cốt đổi dấu. Vậy đây nó phải là gì nhỉ? Trừ cốt của còn gì nào? 3 pi trừ pi hết rồi.
Đâu còn gì đâu, hết rồi mà, hết sạch rồi, 3 pin chưa, pin hết rồi. Còn ít thôi. Đó, sang bước 1 nhá, sang bước 1. Đó, đưa hết về cái góc này, về góc từ 0 đến pi thôi, từ 0 đến pi thôi. Bằng này. Chọn góc nào, góc tiếp theo mình sẽ chọn là ở đây có x đúng không? Thì mình sẽ chọn là trừ x. Đó, nên nếu có a nhá thì mình sẽ chọn góc tiếp theo là góc trừ a. Có trừ a thì mình chọn góc a. Ở đây này có x này thì mình chọn trừ x này. Trừ x này, đây sẽ là x này. X đẹp rồi nhá, đẹp rồi, đẹp rồi, giữ nguyên nhá. X là cái mình cần nhá, x là cái đẹp rồi. Ra là mình chọn cũng được, nhưng mà ở đây x là cái đẹp rồi nên mình để nguyên cũng được nhá, mình nên để nguyên nhá. X. Nào, hai cái này. Hai cái này cộng với nhau bao nhiêu nào? Mình đã cố tình mình để trừ x để hai này cộng với nhau ấy thì mình sẽ mất cái x này rồi. Cộng với nhau pi trên 2 không? Cái đó pi cộng với nhau pi trên 2, cộng với nhau pi trên 2 thì là phụ nhau. Cốt đối sin bù phụ chéo. Phụ chéo nghĩa là cốt thì bằng sin. Hai góc này nào. Hai góc đối nhau này, hai góc đối nhau cộng với nhau bằng 0 đúng không? Hai góc đối nhau. Đối nhau thì sao? Cốt đối đúng không? Cốt đối nghĩa là cốt thì bằng nhau này. Ở đây cốt, để vào cho cốt luôn nhá, thì bằng đúng cốt luôn, không có dấu trừ đâu. Cái đẹp rồi, cốt x đẹp rồi, cái để nguyên nhá. Cốt x trừ cốt x hết này. Nhà bây giờ mình dùng một cái nữa thôi, bây giờ trừ x thì mình muốn đưa về x đi. Đưa về x. Hai góc này hai góc đối nhau. Hai góc đối nhau, sin có đối không? Sin không có đối, cốt mới đối đúng không? Cốt mới đối, vậy sin không có đối thì nó phải là trừ sin. Đó, vậy kết quả câu này giúp bọn ta được trừ sin. Rồi, hơi rối một tí đúng không? Nào bây giờ mọi người làm có thể tương tự câu phía dưới nào. Tự làm cho thầy sẽ hỗ trợ mọi người làm. Làm phía dưới này nào. Rồi, làm này. Đầu tiên mình sẽ hạ góc này xuống một tí. Thì ở đây có hai cốt đẹp rồi nhá. Cái này đẹp nhất này, để nguyên này. Cái này là pi đúng không? Được, tạm được, từ 0 đến pi là được nhá. Cứ từ 0 đến pi là ok. Ở đây là pi được không? Đúng đúng đến cái tối đa của mình đúng không? Vẫn ok nhá, để nguyên nhá. Cái này thì lại hơi to này. 7/2 nó là 3/2. 7/2 nó là 3/2. 3/2 thì mình trừ đi mấy là đẹp nhỉ? Trừ đi 3 không? 3/2 thì mình trừ đi 3 nhá, mình trừ đi 3. Vậy thì cái này mình trừ đi 3 pi. Trừ đi số lẻ lần pi này, nhưng mà đây lại là sin. Đây là sin, trừ số lẻ lần pi mà sin thì làm sao nhỉ? Đổi dấu nhá, thì đây phải là trừ. Trừ đi 5 sin của các trừ đi 3 pi nào. 7/2 trừ đi 3, như vừa nói là 3/2 trừ đi 3. Còn pi trên 2 thôi đúng không? Trừ x rồi. Cái này là 1/2 này. 1/2 mình trừ đi mấy nhá? Trừ đi 1 thôi, trừ đi 1 thôi cho nó dương. Trừ đi 1 nhá. 1/2 đúng không? Trừ đi 1 nhá, trừ đi pi. Trừ đi 1 pi thôi, trừ số lẻ lần pi, nhưng đây là cotan. Nào không phải trừ cotan, trừ số lẻ lần pi tan cotan giữ nguyên. Rồi vẫn là cotan nhá, không phải trừ nhá. Cotan của pi trên 2 trừ pi trừ x. Cái này trừ đi pi còn pi trên 2. Rồi bây giờ chọn góc nào. Cái đẹp rồi nhá, cái đẹp nhất có thể là giữ nguyên này. Cái không phải chọn gì cả, cái giữ nguyên nhá, hai cốt x giữ nguyên. Cái chọn góc gì nhỉ? Có trừ x này. Có trừ x thì mình chọn góc x nhá. Có góc trừ x thì mình chọn góc x này. Có góc trừ x thì mình chọn góc x này. Đó, có a thì chọn trừ a, có trừ a thì chọn a, ngược lại để làm sao mình cộng lại với nhau thì nó hết. Nào bây giờ cộng lại với nhau. Hai góc này có mối quan hệ gì nào? Cộng với nhau thì bằng pi không? Cộng với nhau này, trừ x với x hết này, cộng với nhau bằng pi. Cộng với nhau bằng pi, mọi người không nhớ để giờ lại vở là mối quan hệ gì nào? Cộng với nhau bằng pi. Mối quan hệ gì đấy? Tên là gì nào? Hai góc cộng với nhau bằng pi thì mối quan hệ của nó là bù đúng không? Bù. Cốt đối sin bù. Cốt có bù không? Cốt không bù thì đây phải là đổi dấu, phải là gì nhỉ? Cộng 3 cốt x nhá. Thì nhắc lại nhá, chỉ có sin mới bù nhau thôi. Hai góc này hai góc bù nhau này, mà chỉ có sin là bù nhau thôi. Thì sin bằng nhau thôi. Còn cốt thì đổi dấu nhá. Đây là trừ này thành cộng này. Tiếp nào, cái này nào. Hai góc cộng với nhau bằng cái gì nào?
Hai hoạch cộng với nhau bằng gì nào? Hai hoạch cộng với nhau bằng pi trên 2. Cộng với nhau bằng pi trên 2, mà cộng với nhau bằng pi trên 2 thì là mối quan hệ phụ nhau, phụ chéo. Phụ chéo nghĩa là sin thì thành cốt, đúng không? Sin thành cốt, để nguyên dấu nhá, sin thành cốt thôi. Nào, hai cái này nào. Hai cái này mối quan hệ là cộng với nhau thì phụ nhau tiếp, đúng không? Cộng nhau pi trên 2, phụ chéo, cotan thì bằng phụ chéo, cotan bằng tan, đúng không? Ở đây mình được là 2 cốt cộng 3 cốt là 5 cốt, trừ 5 cốt hết này. Vậy thì ở đây mình còn lại là tan x thôi. Đó. Đấy là cái cách mình giúp bọn biểu thức này.